Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Là vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin tức liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Phần Lan cho biết Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết Nga đang chiến thắng trên chiến trường vì sử dụng những vũ khí hạng nặng hơn, bao gồm cả bom nhiệt áp. Phát biểu với các phóng viên trong cuộc nói chuyện về chính sách an ninh tại dinh thự mùa hè của mình ở Naantali, Niinisto cho biết chúng ta đang hỗ trợ Ukraine với vũ khí ngày càng nặng hơn. Nhưng ngay khi chúng ta vẫn còn đang tiếp tục suy tư về việc nên cung cấp các vũ khí nặng đến cỡ nào, Nga đã bắt đầu sử dụng các vũ khí rất mạnh, nếu không muốn nói là mạnh nhất trong những vũ khí phi hạt nhân, kể cả bom nhiệt áp mà thực chất là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các nước Ukraine và NATO, bao gồm cả Anh, đã cáo buộc Nga sử dụng vũ khí nhiệt áp có sức công phá mạnh hơn chất nổ thông thường. Nếu Putin chiến thắng ở Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển sẽ nằm trong tầm ngắm của Putin. Tổng thống Sauli Niinisto cảnh báo. Tổng thống Zelensky cho biết trận chiến Donbass thật kinh hoàng. Trong diễn văn video vào tối thứ Hai 13 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trận chiến căng thẳng giành kiểm soát Severodonetsk đang gây thiệt hại kinh hoàng cho Ukraine. Quân Nga được tường trình đã tung vào chiến trường này một lực lượng đông gấp 10 lần, với một hỏa lực cũng gấp 10 lần quân Ukraine. Severodonetsk được tường trình là một nghĩa trang mênh mông với sắc lính Nga. Dù vậy, do ưu thế về quân số và hỏa lực, quân Nga đang tiến gần hơn trong việc chiếm hoàn toàn thành phố chiến lược phía đông này. Tổng thống Ukraine đã đưa ra bình luận trong bài phát biểu hàng đêm với quốc gia và lưu ý rằng cuộc giao tranh đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường và quân đội Ukraine. Chúng ta đang phải trả giá rất cao cho trận chiến này. Thật là đáng sợ, ông Zelensky ngậm ngùi nói. Trận chiến giành lại Donbass chắc chắn sẽ được lịch sử quân sự ghi nhớ như một trong những trận chiến bạo lực nhất ở Âu Châu. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov tuần trước cho biết có tới 100 binh sĩ của ông chết hàng ngày và 500 người bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội chống lại quân đội Nga, trong một thông báo hiếm hoi về con số thương vong. Trước đó, ông Zelensky cho biết quân đội của ông mất từ 60 đến 100 binh sĩ mỗi ngày, trong khi các ước tính khác đưa ra các con số cao hơn, với các chuyên gia dự đoán những tổn thất cao như thế có thể sớm đưa cuộc xung đột đến điểm tới hạn. Cụ thể là cả hai bên đều phải ngừng bắn vì thương vong quá cao. Quân đội Nga đã tiến vào Severodonetsk trong khuôn khổ cuộc tấn công quy mô lớn của họ ở khu vực phía đông Donbass sau khi không chiếm được thủ đô Kyiv. Đây là thành phố lớn nhất ở khu vực phía đông Luhansk, tạo thành một phần của Donbass, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ông Zelensky đã bày tỏ lo ngại về việc mất dần sự ủng hộ từ phương Tây khi cuộc xung đột kéo dài, đã lặp lại lời cầu xin trước đó đối với các loại vũ khí quân sự ngày càng nặng hơn từ các đồng minh bao gồm Mỹ và Anh. Chúng ta đang đối phó với cái ác tuyệt đối, và chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên và giải phóng lãnh thổ của mình, ông nói với quốc dân đồng bào. Chúng tôi thu hút sự chú ý của các đối tác hàng ngày về thực tế là cần phải có đủ số lượng pháo hiện đại cho Ukraine để bảo đảm lợi thế của chúng ta, và cuối cùng là dấu chấm hết cho việc Nga tra tấn Donbass của Ukraine. Serhiy Hayday, thống đốc khu vực Luhansk hôm thứ Hai cho biết, các lực lượng Nga kiểm soát 70-80% Severodonetsk, nhưng không bao vây hoặc chiếm được thành phố này trong bối cảnh Ukraine kháng cự dữ dội. Nhưng ông nói thêm rằng, việc di tản khỏi thành phố và tiếp cận thành phố này là không thể, bởi vì cây cầu cuối cùng trong số 3 cây cầu dẫn vào thành phố hiện đã bị nổ tung. Hai mươi phụ nữ tham gia cuộc biểu tình chống chiến tranh Ukraine tại Mạc Tư Khoa bị bắt buộc khỏa thân trước cảnh sát Nga. Ủy viên Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng.
Lãnh đạo cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đã gọi việc bắt giữ tùy tiện một số lượng lớn những người biểu tình chống chiến tranh ở Nga là đáng lo ngại. Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm thứ Hai, Bachelet nói rằng Nga đã đưa ra các luật hình sự mới, bao gồm các lệnh cấm mơ hồ về việc phổ biến thông tin dựa trên những quan niệm mơ hồ và khó xác định, bao gồm những hạn từ, tin tức sai sự thật hoặc không thông tin khách quan. Tôi cũng lấy làm tiếc về sự gia tăng kiểm duyệt và hạn chế đối với các phương tiện truyền thông độc lập, bà Bachelet, cựu Tổng thống Chí Lợi hai nhiệm kỳ, nói tại phiên họp. Bachelet trước đó đã nói với các nhà ngoại giao rằng cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục tàn phá cuộc sống của nhiều người, gây ra sự tàn phá và hủy diệt, và nỗi kinh hoàng gây ra cho dân thường sẽ để lại dấu ấn không thể xóa nhòa của họ, kể cả cho các thế hệ sau. Bà cũng lên tiếng phản đối vụ cảnh sát Nga đã bắt giữ 20 phụ nữ phản đối cuộc chiến của Vladimir Putin ở Ukraine và buộc họ cởi quần áo và ngồi xổm 5 lần trước ống kính cảnh sát. Luật sư của nhóm 20 phụ nữ Nga cho biết, thân chủ của họ tuổi từ 18 đến 27 đã bị vây bắt tại một cuộc biểu tình ở thành phố Nizhny Novgorod và đã bị đối xử nhục nhã nhằm hạ nhục. Các nữ cảnh sát ra lệnh cho họ cởi quần áo, nhưng trong một số trường hợp, cửa phòng giam đã mở và các cảnh sát nam bước vào. Camera cũng được gắn đầy những nơi giam giữ. Trong khi đó, những người đàn ông bị giam giữ không hề bị buộc phải cởi quần áo và ngồi xổm như thế. Tôi rất phẫn nộ khi từng người trong số họ bị khám xét một cách nhục nhã tại trung tâm giam giữ, vi phạm pháp luật của chúng tôi. Luật sư Olimpiada Usanova, người sẽ thay mặt những người phụ nữ ra tòa để phản đối cách đối xử của họ. Thị trưởng Mariupol cáo buộc những kẻ phản bội chuyển giao cho Nga tọa độ những nơi quan trọng. Thị trưởng Mariupol Vadim Bochenko đã cáo buộc những kẻ phản bội đã chuyển thông tin quan trọng cho các lực lượng Nga trong cuộc bắn phá thành phố cảng phía Nam vào đầu cuộc xâm lược Ukraine. Bochenko, người đã rời Mariupol, nói với BBC rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố, bao gồm cả nguồn cung cấp điện, đã được phối hợp nhịp nhàng vì những kẻ phản bội này đã cung cấp cho Nga các tọa độ cần thiết. Bochenko nói, họ biết nơi để tấn công. Có rất nhiều kẻ phản bội đã đưa ra các tọa độ. Tất cả mọi thứ chúng tôi có, mọi thứ được coi là cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố, đã bị phá hủy trong 7 ngày đầu tiên. Có 15 nguồn cung cấp điện trong thành phố, ngay cả thị trưởng cũng không biết tất cả họ đang ở đâu. Nhưng người Nga đã biết rất rõ, và trong một tuần đã phá hủy tất cả 15 nơi này. Thành phố không còn ánh sáng. Ông nói, các điểm dẫn nước, đường dây liên lạc và kho dự trữ thực phẩm và thuốc men cũng đã bị tấn công. Ông cáo buộc những kẻ phản bội là đại biểu hội đồng thành phố từ đảng thân Nga, có tên là Nền tảng đối lập vì sự sống, hiện đang cai trị thành phố dưới sự chiếm đóng của Nga. Bochenko cũng nói với BBC rằng hơn 100.000 người vẫn đang bị mắc kẹt trong thành phố do Nga chiếm đóng, nơi họ không có nước sạch, không có thức ăn, không có điện, không có thuốc men. Bochenko nói, các bệnh viện đã bị hư hại, các bác sĩ đã thiệt mạng, mọi người không sống ở đó, họ tồn tại, chiến đấu để giành lấy thức ăn. Tình hình ở Mariupol là thảm khốc, Bochenko nói, với nhiều thi thể vẫn còn dưới đống đổ nát. Theo các bác sĩ, mùa hè này ở Mariupol sẽ rất kinh khủng và nó có thể cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Bộ Quốc phòng Anh tuần trước cho biết, có nguy cơ bùng phát dịch tả lớn ở Mariupol vì các dịch vụ y tế gần như sụp đổ. Hơn 15.000 triệu phú dự kiến sẽ rời khỏi Nga trong năm nay. Theo một phân tích về dữ liệu di cư, hơn 15.000 triệu phú dự kiến sẽ rời khỏi Nga trong năm nay khi các công dân giàu có quay lưng lại với chế độ của Vladimir Putin sau cuộc xâm lược Ukraine. Khoảng 15% người Nga có tài sản hơn 1 triệu đô la, dự kiến sẽ di cư sang các quốc gia khác vào cuối năm 2022. Theo các dự án dựa trên dữ liệu di cư của Henley và Partners, một công ty có trụ sở tại London chuyên làm mai mối giữa giới siêu giàu và các quốc gia sẵn sàng bán quyền công dân của họ.
Andrew Amos, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của New World World, nơi đã tổng hợp dữ liệu cho Hanley, cho biết Nga đã xuất hiện nhiều triệu phú trong những năm gần đây. Các cá nhân giàu có đã di cư khỏi Nga với số lượng tăng đều hàng năm trong thập kỷ qua. Một dấu hiệu cảnh báo sớm về những vấn đề hiện tại mà đất nước này đang phải đối mặt. Trong lịch sử, những sự sụp đổ của các quốc gia lớn thường được tin báo bởi sự gia tốc làn sóng di cư của những người giàu có. Họ thường là những người đầu tiên rời đi vì họ có đủ phương tiện để làm điều đó. Những người giàu có trên thế giới thường chuyển đến Mỹ và Anh, nhưng Hanley cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến sẽ vượt qua họ để trở thành điểm đến số một cho các triệu phú di cư người Nga. Hanley cho biết trong báo cáo của mình, Vương quốc Anh đã mất vương miện trung tâm di cư và Mỹ đang lụi tàn nhanh chóng như một nam châm thu hút người giàu trên thế giới. Trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến sẽ vượt qua Hoa Kỳ khi thu hút dòng vốn triệu phú lớn nhất trên toàn cầu vào năm 2022. Hanley cho biết trong báo cáo của mình, dựa trên việc theo dõi một cách có hệ thống các xu hướng di cư của các tư nhân giàu có quốc tế. Khoảng 4.000 người Nga giàu có dự kiến sẽ chuyển đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. 3.500 người sẽ đến Úc, Singapore 2008 và Israel 2.500 người. Một số lượng lớn các triệu phú cũng được cho là sẽ chuyển đến ba quốc gia bắt đầu bằng chữ M là Malta, Mauritius và Monaco. Tòa Bạch Ốc nói, Putin hoàn toàn vũ khí hóa thực phẩm bằng cách ngăn chặn xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về truyền thông chiến lược khẳng định rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin rõ ràng đã vũ khí hóa thực phẩm trong cuộc xâm lược Ukraine. Kirby cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quốc gia đối tác đang nỗ lực khắc phục tình trạng phong tỏa xuất khẩu, gây ra tình trạng thiếu lương thực toàn cầu. Điều này hoàn toàn là chiến lược vũ khí hóa lương thực. Ông Putin đã vũ khí hóa lương thực và chúng tôi đang làm việc chăm chỉ với cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc để tìm cách đưa ngũ cốc của Ukraine ra ngoài thị trường, nơi nó phải thuộc về, tướng Kirby nói. Tướng Kirby cảnh báo việc phong tỏa xuất khẩu của Nga sẽ có tác động toàn cầu. Ông nói, chúng ta sẽ cảm nhận được phần nào điều đó ở đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực cố gắng tìm ra các tuyến đường thay thế để đưa một số hạt đó ra ngoài. Đầu tuần này, CNN đưa tin cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể đẩy tới 49 triệu người vào nạn đói hoặc các tình trạng tương tự như nạn đói vì tác động tàn phá của nó đối với nguồn cung và giá lương thực toàn cầu, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc. Số lượng các chính trị gia thân Nga ở Nhật Bản rất nhỏ. Các chính trị gia thân Nga ở Nhật Bản, những người cho rằng việc NATO tiếp cận biên giới của Nga là nguyên nhân cho cuộc xâm lược Ukraine, chỉ là một phần nhỏ không ai lắng nghe. Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Seiji Kosinski đã cho biết như trên. Ở Nhật Bản, có một số cựu chính trị gia và những người đang tại chức công khai thân Nga và không giấu giếm điều đó. Cả nước Nhật đều nhận thức được thái độ của họ, không chỉ là những người ở bên lề, họ chỉ là một phần nhỏ trong nền chính trị Nhật Bản. Kosinski lưu ý rằng, các chính trị gia này không kêu gọi Ukraine công nhận việc sáp nhập các vùng lãnh thổ, vì điều này nằm ngoài nhận thức của người Nhật về thế giới. Đồng thời, nhà ngoại giao nói thêm rằng, những người này xem đường lối của NATO đối với biên giới của Nga là nguyên nhân gây ra cuộc chiến đang diễn ra. Người ta cho rằng Nga đã bị đe dọa và chính người Mỹ đã khiêu khích mọi người, vân vân. Mặc dù thực tế là an ninh của Nhật Bản được Mỹ bảo đảm, nhưng không ai nghe họ. Đây là những người nổi tiếng đã nói rõ lập trường của nó, Kosinski nói. Đó vẫn là một tình huống hoàn toàn khác so với ở Âu Châu. Các nước trong khu vực hầu như không phụ thuộc vào Nga về kinh tế, ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Ở đây, vị trí của Trung Quốc quan trọng hơn và nó đang được theo dõi, vị đại sứ giải thích. Hôm 23 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản
Fumio Kishida đã lên án hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Ukraine. Ủy ban phòng chống tra tấn của Nga đã giải tán. Hôm Chủ nhật, người đứng đầu Ủy ban phòng chống tra tấn Nga thông báo rằng ông đã phải giải tán tổ chức này sau khi chính quyền Nga gán cho tổ chức của ông là đặc vụ nước ngoài. Ông Sergei Babines gọi việc chụp mũ này của chính quyền Nga là một sự xúc phạm. Tuy nhiên, ông nói, chúng tôi không muốn tiếp tục làm việc sau khi bị chụp mũ là các đặc vụ nước ngoài. Chúng tôi coi thuật ngữ này là một sự xúc phạm và vu khống. Bất chấp tầm quan trọng rõ ràng của sứ mệnh của chúng tôi, các nhà chức trách đã cố gắng trong nhiều năm qua để mô tả nó là một tổ chức ngoại lai và có hại. Ông nói, các nhà chức trách đang gửi đi một tín hiệu rằng tra tấn đang trở thành hoặc đã trở thành một phần trong chính sách của chính phủ. Tổ chức này được thành lập cách đây 22 năm và đã thực hiện nhiều chiến dịch kêu gọi nhà chức trách điều tra hành vi ngược đãi của lực lượng cảnh vệ và thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Đã từng bị chụp mũ là đặc vụ nước ngoài vào năm 2015 và một lần nữa vào năm 2016. Tổ chức đã quyết định tự giải thể trước khi bị bắt. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.